Xin thân ái mến chào tất cả quý học viên. Chào mừng quý học viên đến với phần video ôn luyện từ vựng hôm nay. Chúng ta trong cái phần video trước chúng ta cũng đã ôn luyện một số từ liên quan đến thời tiết. Và trong phần video này chúng ta cũng sẽ ôn luyện những danh từ và tính từ dùng để mô tả thời tiết. Trước hết chúng ta sẽ đi qua từ đầu tiên. Số 1. Shade. Shade. Âm đờ cuối cùng. Shade là bóng râm hay là bóng mát. Số 2 là tính từ shady. Shady. Shady là râm hay là có bóng râm. Số 3, sky. Sky là bầu trời. Số 4, smog. Smog là khói bụi, tức là bao gồm có sương khói, có bụi, có khí thải rồi đó, thì cái đó gọi là smog. Rồi số 5, tính từ smoggy. Smoggy. Smoggy là sương mù khói bụi rồi đó. Số 6, snow. Snow là tuyết. Số 7 là tính từ snowy. Snowy tức là có tuyết hay là nhiều tuyết hay là phủ tuyết. Số 8, star. Star là ngôi sao. Số 9, tính từ starry. Starry là đầy sao hay là nhiều sao. Số 10, storm. Storm bão, bão tố hoặc là bão táp. Số 11, tính từ stormy. Stormy là bão tố, giông bão. Số 12, strong. Strong mạnh, mạnh mẽ. Số 13, sun. Sun mặt trời hay là thái dương. Nếu chúng ta có tính từ thì là sunny. Sunny. Chúng ta thêm một chữ N nữa và chúng ta thêm chữ Y. Sunny là có ánh sáng mặt trời, tức là ngày nắng. Sunny. Rồi số 14. Sundown. Sundown tức là mặt trời lặn. Ở đây chúng ta sửa lại chính tả. Chữ lặn ở đây không có chữ G nhé. Mặt trời lặn không có G. Số 15. Sunrise. Sunrise là bình minh hay là mặt trời mọc. Bình minh hay là mặt trời mọc. Chúng ta đi tiếp những từ tiếp theo. Từ thứ nhất đó là flood. Flood lũ, lũ lụt hay là ngập nước. Số 2, flood gate. Flood gate là cửa xả lũ. Số 3, tính từ slippery. Slippery là trơn trượt. Số 4, sunshine. Sunshine ánh sáng mặt trời hay là mặt trời chiếu sáng đó. Số 5, sunny. Sunny tức là tính từ có nắng hay là đầy nắng. Số 6, thunder and lightning. Thunder là sấm sét, còn lightning là chớp, chớp nhoáng. Thunder and lightning, sấm sét và chớp. Số 7, tornado. Tornado là lốc xoáy hay là bão lốc. Số 8, tính từ torrential. Torrential là xối xả hay là chảy mạnh, chảy cuồn cuộn. Torrential hay là mưa xối xả đó. Số 9, tsunami. Tsunami là sóng thần. Số 10, typhoon. Typhoon là bão nhiệt đới hay là cuồng phong. Typhoon. Số 11, warm. Warm ấm hay là ấm áp. Số 12, weather.
Weather là thời tiết. Số 13, tính từ wet. Wet, ướt hay là ẩm ướt. Số 14, wind. Wind là gió. Số 15, tính từ windy. Windy là có gió hay là có nhiều gió. Số 16, to be frozen. To be frozen tức là bị đóng băng. Vâng, cảm ơn tất cả quý học viên đã theo dõi các từ vựng hôm nay. Xin nhớ là ôn đi ôn lại, bởi vì khả năng chúng ta nói được nhanh nhiều hay không là do chúng ta có nhiều từ vựng và nắm vững cấu trúc, cho nên cố gắng ôn từ nào cho chắc từ đó và cố gắng học thuộc lòng. Xin cảm ơn quý học viên và hẹn gặp lại quý học viên trong phần ôn từ vựng trong bài học tiếp theo. Xin thân ái mến chào.